Rồi mình chào mọi người đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình có về một ít đồ, mọi người xem có cái nào thích hợp thì liên hệ mình nha. Hình thức bán hàng của mình như cũ, cho người trên 300 ngàn bao ship ha, dưới 300 ngàn thì cộng phí ship ha. Rồi mình cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ cho mình. Rồi thì bây giờ mình vô cái mã này, đây ha, con Aseda nè. Nói chung là cái này cũng hồi đó nhiều người hỏi lắm, thì mình cũng bán thì báo giá ha. Thì nó có cái thông số nó lên đây mình cho mọi người xem ha. Đó. Đó ha, R10 nè. Đó. Aseda ha. Điện của nó, công suất của nó đây. Đó, lô 2 ha. 1,5 kg ha. Đó, của nó là lô 2 thì ống đến 42, mà thật ra mình nghĩ chắc ống tới 10 10 hàng này đóng 19 22 là hết ha mọi người ha. Đó, cái lô của nó, cái lô là 19 9 đến 16 rồi ha. Đó, này là của thông số của nó nha. Aseda nè. À, con này à, con à, mình thấy còn như mới luôn, còn đẹp nha. Nó chỉ có để là nó bị để bãi mọi người. À, nó có mấy cái có rỉ sét mấy cái chỗ ha. À, vì này nó cái tay hàng này à, nó như mới luôn nha. Đó. Như mới luôn. Đó, thêm một cái tay hàng nữa nè. Đó, tay hàng này. Đây, tay hàng ha. Qua sách đa luôn. Đó, cái này chưa xài luôn nè. Đây một bộ nữa. Nói chung mình thấy cái này còn mới, còn khá mới luôn. Rồi. Đó, mọi người kẹp vô ha. Đó. Cái này xài cũng lâu lắm. Đó thì mình đó, mới luôn nha. Đây một cặp mới luôn. Đó. Đi theo của bộ của nó nha. Đó, sách đa luôn. Này mình nghĩ bên Nhật đến xài mọi người, để ngoài bãi ha. Đó, mình đây, cái tay nó chưa xài luôn nha. Đó, đây nè. Hồi nãy mình có test thử cái. Thì đây mình test cho mọi người xem ha. Đó, mình bật công tắc nè. Đó, lô 2 nè ha. Lô nè, 2 nè. Đó, mình bóp. Mình sợ nó nóng, nó nói chung nó không nóng, mình kẹp vô kèm nè. Đó. Nó nóng lẹ nha. Đó ha. Mình nhấp ra cái ha. Đó, nó mới nóng. Đó, thấy không? Không đỏ luôn nè ha, ok nha. Đó. Đó ha, nói chung là đỏ luôn nè ha. Đó, mình không có mở hàng, mở quay hàng nữa. Đây nè, ra đó, lỏng đỏ lẹ lắm, nói chung là ok. Đó, mình cũng test qua rồi. Đó, mọi hàng nó còn mới ha, tắt nè. Đó, thấy không, hàng nó cũng không xi nhê gì cái này ha. Đó. Con này bán, người nào cần thì liên hệ mình nha. Đó, mới tin nè. Nó có đã bị xét cái bãi thì mình không nó nói về điện, nó cái zin luôn nè. Vậy nó cũng khá dài, 2 mét thôi ha. Đó, nó có cái thùng. Thùng đậy lại luôn ha. Cái thùng nó thì nó hơi đó ha. Nó hơi rồi nằm bãi thôi ha. Vậy thì ok hết. Nói chung là đó, vậy nè, đầu như mới luôn ha. Cái này về được lâu lâu, về được bộ này nha mọi người. Đó, nào cần liên hệ mình nha. Đó, nói chung báo giá thì nói chung cũng được, mà bãi thì càng ngày càng lên giá mọi người. Đó, chứ cái này ngày xưa mình mua cũng rẻ lắm. Rồi, mấy anh kia anh cũng săn tùm lum á, nó mệt đó. Hồi xưa mình bán mấy bộ này cực rẻ luôn. Trong này mình mua giá cao quá thì bãi nó bán cao, mình mua theo lại theo cao thôi ha. Bây giờ đó. Rồi mã số 2. Đó, mời mã số 1 liên hệ mình ha. Đó, bộ đó mình về điện 100V 1,5 kg ha. Cái đó mình bỏ cục biến thế vô trong cũng được nha mọi người. Rồi mã số 2 nè. Đây mình cái này mình bật trước luôn nè. Đó, cái laser nè. Đó. Thấy không? Đây nè. Để lên ha. Đó. Có tia của nó nha. Đó mọi người nhìn. Nó có tia ra ngoài nha. Đó. À, tắt nè ha. Đó, bán 250 nha. Đó, một tia nữa. Đó. Nói chung là có nè. Đó. Biết cái này nó sử dụng cho cái gì. Nói chung cha mới của nó cũng 3 triệu mấy nha mọi người ha. Đó, mình lắc thì nó rung tim nữa ha. Đó. Đây ha, trên này có luôn ha. Đó, của nó là mã của nó là B Healthy
BM 2B ha. Đó. 250 là quá rẻ luôn nha mọi người ha. Tại mình mua kẹp chung đồ mình mua thì giá nó đó, con này là cái đó, của nó nè. Đắt 29 luôn nha. Đó, xài 4 viên pin ha. Đó mọi người lấy cái băng keo dán pin lại thôi. À, mình thử pin mình tháo ra để mình tí mình test cái đèn ha. Đó. Khoảng 250 nha. Đó, 4 viên pin đã theo thứ tự nữa ha. Này không bao gồm pin nha người ha. Mấy pin này pin sạc của mình cho nhóc nó chơi thì mình không có bán nha. Đó, người xài mấy pin sạc này nó cũng tốt luôn. Đó, mua cái pin sạc của Nhật luôn. Đó, rồi cái này mình bán như hình trạng ha. Đó. Này mình vừa tra lên ha, công dụng của nó. À, laser healthy 250 nha. Đó, như hình ha. Đó. Đắt 29 nè. Nó là made in China ha. Đánh 29 luôn đó mọi người. Đó, cũng đã cao nha. Thì nói chung là mà nó có bỡ này tí không đáng cả, không có nhựa thôi. Rồi người lấy băng keo dán lại này thôi là xài ha. Đó, mã số 2. Mình bán 250. Không bao gồm pin nha. Đó. Rồi mã số 3 mình bán một cái đèn pin nè. Đó, đây mình bán 300.000 ha. Hataya. Cái này lần đầu tiên mới thấy luôn rồi. Đó, nó led luôn nè. Chéo lên đẩy vô nè. Đó. Hai tay ha, có dây đeo luôn. Rồi mình cũng bỏ 3 viên luôn. Nếu mọi người xài muốn xài tốt á, mua pin sạc đó mọi người. Xài cho nó bền ha. Này pin này là để cho mấy nhóc nó chơi cái đồ chơi ở nhà nó hao pin quá, mua lấy pin. Đó này. Rồi bật lên nè. Sáng lắm nha mọi người. Đây. Nó có cái chỉnh nha. Đó, chỉnh đây được luôn ha. Đó, bấm nè. Sáng nha. Đó, rùm rồi nè. Đó, đội lên đầu ha. Đó, người đội lên đầu nè. Bẻ tới bên lui được nè ha. Đó. Đó, bẻ lên. Đó, bẻ xuống ha. Strum lên nè. Đó. Kéo vô nè. Đó. Ok ha. Đó, nó báo đèn này luôn, có dây đeo đầu nè. Đó, nhìn đeo đầu nè ha. Đó. Để lên. Đó. Rồi. Cái này mình bán mã số 3 là 300.000 ha, nó báo đèn luôn. Đó. Tắt đây. Đó, nó rung ra, led này cũng sáng nha mọi người. Rồi, mình bán là 300.000, mã số 3. Đó, mình lấy pin ra nha. Pin này mình test. Rồi mã số 4. Mã số 4 mình bán một cái đây. Mã 4 mình bán cái đây còn cái dây này ha. Dây này còn như mới luôn rồi, 250 nha. Đó, cái đầu nè. Đầu nó dính lên đây luôn. À, mình gắn vô mấy khoang hay mấy ha. Đó, còn dây này mình đo thử mấy mét. 1 nè. 2 3 4 5 ha, 1m2 ha. Đó. Đầu này chắc 6 ly ha. Rồi. Nó có mũi lên đây luôn. Đó, mình bán 250 nha. Như mới luôn rồi. Nó có rạn rạn này như nó chưa xài nhưng mà để lão hóa đó. Không sao nha, cái miếng mũ thôi. Mã số 3. Mã số 4 nha, 250. Rồi, mã số 5. Mã số 5 mình bán đây mấy cái ổ kia cắm ha. Rồi. Mã số 5 mình bán mấy cái ổ cắm đây. Đó, nó có mấy cái ổ bể mình bán luôn ha, tổng cộng nè. Mấy cái ổ nguyên là 4 cái ổ nguyên ha. Rồi. Để giới thiệu từng cái cho mọi người xem. Đó, 4 cái này là nguyên nha, mấy cái dây băng luôn. Đó, cái này của Toshiba nè. Một cái nè, cái này của Bana ha. Cái này của Bana. Đó, Bana ha, 3 cái Bana, một cái Toshiba ha. Đó, chỗ này nó hơi cháy chút không giao ra. Một cái Toshiba, 3 cái Bana còn nguyên nha. Đó là còn 4 cái. À, 4 cái. Cái này mình trước mình hay bán mọi người ha. Bữa mình bán còn mấy cái này đây. Rồi, có mấy 2 4 6 7 cái ha.
Đó, mình giới thiệu từng cái cho mọi người xem. Đây, nó có nứt một cái ha. Nói chung mọi người về xử lý keo hai cái ha. À, này nó bẻ đang miếng ha, không biết nó còn cái thịt không, để mình tí mình coi coi. Rồi, coi như là không có thịt đi ha. Ba cái chỗ này không đáng kể, nhưng mọi người vẫn bấm cắm đây được ha. Đó, ba cái tình trạng vậy nha. Rồi rồi đó, cái này nó nứt bên đây là người sửa lại về chỉnh lại ha. Đó, nó cũng nứt vậy thôi. Đó, hai cái, ba cái nữa ha, nó cũng bẻ ở đây nè. Đó, mọi người xem kỹ nha. Nó vậy, vẫn này mình vẫn xài được thôi mọi người. Nó xử lý lại thôi, tháo ra mình dán lại ha. Đó, đây bả đây không đáng kể cái dây teo. Ba cái là 6 nè. Rồi cái này bẻ là 7 nè ha. Đó, tổng cộng là 7 cái bẻ ha. Đó, với lại 4 cái nguyên ha. Rồi mình bán 11 cái này, mình bán 300 ngàn nha. Đó, đó người về xài, mình nói chung mình xài lâu kéo rồi. Mã số, mã số 5 ha. Rồi mã số 6, mã số 6 mình bán một hộp lưỡi cưa này nè. Đó, 250 nha. Này của chưa xài luôn mọi người. Đây, đó lưỡi cưa sắt nè. Đó, đầu có 6 lưỡi luôn. 6 lưỡi bán 280 nha. À, 250 luôn. Đó. 1 nè. Bán da băng hết rồi ha. Lưỡi cưa sắt nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè ha. Đó, chiều dài cái lưỡi dài nhất là, một lưỡi ngắn nhất là chiều dài của nó là 20 ha. Lưỡi dài nhất là khoảng 24 ha. Rồi. Bán da băng hết ha. Còn lưỡi này nè. Bán da băng luôn nha. Tất cả là da băng nha. Rồi bán 6 lưỡi. 6 lưỡi, lưỡi cưa sắt nha mọi người. Đó, lưỡi cưa kiếm á. Bán 250 nha. Mới chưa xài luôn. Rồi. Rồi mã số 7 mình bán một bộ combo này làm cho điện lạnh nè mọi người ha. Rồi. Đây, 450 nha. Một cái nào nạo qua vớ nè. Đó ha. Rồi một cái Echo nè. Chiếc 810 12 nè. 17 22 nè ha. Đó, người siết vô. Siết ống lạnh á, 17 22 là chiên nè. Đó là hai món ha. Rồi con dao cắt của Tesco luôn. Đó, có lưỡi siku luôn ha. Đó, có lưỡi siku luôn, có da đồ nạo qua vớ luôn. Ba món ha. Rồi. Một cái này là cái lục giác nè, Mitsuyu nè. 6432 68 ha. 543268 rồi, tất cả là ok hết ha. Nó chỉ có một cây ba là hơi dẹo nè mọi người ha. Đó, cây ba nè. Cây ba, cây bốn nó hơi dẹo chút thôi. Đó, thì mọi người chỉnh sửa nè, nó hơi dẹo nè. Nó dặn quá. Giờ mình dặn lại ha. Đó, nó bị lỗi hai cây này nha. Đó, nó dặn quá tay không biết nó dặn kiểu gì vậy. Đó, cây ba, cây bốn ha. Rồi, cái hai cây này không bị ha. Đó, mọi người xem nha, nó dẹo nè. Rồi ha, rồi mình bán 4 món này, mình bán 450 nha. Đó, bình thường cây này không đi mua cũng 200 ngàn, trăm mấy 200. Dao cắt khung như là khoảng 200 ha. Đó, mình bán tổng cộng là 450. Mã số 7, 4 món điện lạnh nha. Đó, mọi người làm điện lạnh nè, có 4 món này giá cũng hợp lý mọi người. Rồi mã số 8. Mã số 8 mình bán một cái đây. Đây, một bộ ha. Đây. Đây sẵn mình giới thiệu cho anh kia luôn, nếu mà anh lấy thì mình để cho ảnh nha. Đây đó, ok nha, chưa vệ sinh luôn. 144 đến đặc biệt nó chỉnh trên cò nè mọi người, để giữa nè ha. Đây nè, à bấm nè. Đó, đó chỉnh tốc độ luôn ha, mình có cái bấm dưới ha. Đó, bấm qua nè. Nhảy nè, nhảy nè. Đó, con này thông minh nha, có đèn trên nè, đèn dưới nó không lo sáng nha. Đó, đèn trên nó sáng nè. Đó, đèn dưới nó sáng thì mọi người về xử lý cũng được. Đó. Rồi tặng cái mũi vít luôn ha. Đó. Đầu không rơi nha. Đó, hơi. Đó. Đó. Còn bộ này bán 2 triệu, pin còn đo lên vô luôn nha. Sạc này mình test sạc cho mọi người xem luôn. Sạc 110 nha. Đó. Giờ mọi người đóng mua cái máy cỏ Nati. Nati mọi người đóng pin vô. Nó cũng hết cũng triệu mấy nha, 1-2 triệu rồi. Nếu mà máy đẹp, đó sạc ha.
pin zin luôn, mình chưa tháo luôn, pin còn cầm tốt ha. Máy chưa vệ sinh luôn nè, nó còn dính bụi luôn. Đó, ngoài bãi nó còn chạy là ok. Đó. Tặng cái bụi dít luôn ha. Nói chung là cái này mình xài bắn tôn là vô địch luôn mọi người, con này ha. Nó bị rách cao su đây miếng nha. Đó, nó cân bằng lại đang đầy ha. Mình đo cho mọi người luôn. Pin này. Đó, 16 con máy luôn nha. Đó, còn đầy luôn ha. Rồi bộ này mình bán 1,2 triệu nha mọi người. 1,2 triệu 50 nha, 50 là tiền ship. Rồi. Tí mình có một 7 tấm cây đi về đó mọi người. Đó, đi về pin ha. Mình bán cho người rồi giờ thời gian dọn là bảo đảm ok ha. Đó, mình bán 1,2 triệu bộ này ha, 1,2 triệu 50. Rồi, số 9 bán cục pin nè, nó còn một đèn nè, 60V 2A5 nè. Cái này mình đó mình mua của người bạn luôn. Đó, mình để mình xài cho các cành mà cái đó nó mình không xài nữa. Đó, mình bán nha, cục này bán lại 450, không biết mua nhiêu. 450. Đo thì nó còn nhiều volt nhưng mà nó xài xeo xăng vô ấy mọi người. Đó, 35V mấy nè. Đó, 35V 7 ha. Đó, còn ba mấy volt luôn, chưa có sạc nữa, toàn còn cục ha. Đó, mình bán giá là 450 nha, pin trong còn đẹp luôn. Nên trần thì mình gỡ cái bình sáo trong cho người xem. Ha, mã số 9. Rồi, mã số 10 mình bán một cái đồng hồ ha. Đó, tại mình đó được cái đồng hồ này rồi, có đồng hồ này nó mất rồi thì mình này cũng cho băng như nhau thôi. Đó. Thích thì người mua cái đồng hồ này bán đồng hồ đó ha. Hồ này nè. Đó. Đồng hồ này thì 700, đồng hồ này 900. Đó, nó có rẻ lắm. Ví dụ như thang này nè. Người để vô nè, volt nè. Ampere nè ha. Đó. Volt lại nhảy lên volt nè. Một chiều DC nó nhảy lên DC nè, khỏi cần mình. Đó. Đó. Ôm nó nhảy lên ôm nè ha. Đó vậy thôi. Đó. Còn cái cổng này nó ôm cho chân giữa chân này ha. Đó, thích thì mình bán 700, cái này 900 nữa, người chọn cái này là dây này, dây chưa, dây này dây ở đây nha. Đó, dây này cặp dây này ở đây nha. Rồi. Đây, nói chung mình test ok hết rồi mọi người. Đây. Đây nó cái chỗ này nó có vài này chút nữa ha, nó bẻ ở đây tí. Chấm keo lại. Không nó kẻ nha. Đó, đây nè. Đó, không nó kẻ nha. Đồng hồ này cực mắc luôn rồi ha, mọi người cứ xa lên. Này có đặc biệt nó có bôn D một chiều nữa nè. Đó, mọi người cứ tra cái hiệu này lên. Dengen nè, Dengenco ha. TR1000 ha, đồng hồ này phải trên 10 triệu. Đồng hồ này xịn lắm đó nha, chứ không phải là đó, chuyên dùng bên Nhật á. Da băng ra ngoài nha. Đó, xài pin nè. Xịn nha, đây ampere nè, ampere một chiều luôn, hai cái luôn ha. Đó này mọi người đo được ampere mà ampere mà cái này ampere mà DC mới quan trọng cho người đó ha. Đó, volt nè, đó, mình đo cái volt cho người xem. Nói chung mình test cũng ok hết rồi mọi người. Đó, nãy giờ mình đo nè, ôm nè. Ôm dùng cái đo vô cái nào ha. Đó, nó vôn, vôn xe chiều nè, vôn một chiều nè. Đó, 1.6 nè ha. Đó, nói chung là cái này mình đang xài á. Rồi, có dây luôn, rồi bán 900. Đó, không có thì mua đồng hồ kia 700. Đó, dễ xài mọi người ha. Quan trọng là cái ampere mà có đo DAC mình biết, ví dụ như pin mình cái động cơ là DC
đó, mình chạy dù như motor mình chạy mà cái máy khoan mình chạy bao nhiêu volt hay là gì ha, nó bị chạm hay không đó. Rồi nè, rồi bán 900 nha, số 10. Và mã 11 mình bán một cái thùng ép cốt cùng này là 2 triệu 2 triệu 3 nha. Đó, cho người giá cực tốt luôn. Này là nguyên một thùng, full thùng luôn. Đó, nó có 3 đầu kèm theo. Đầu này là đầu 150 nữa ha. Bây giờ giới thiệu từ đầu ha. Đó, đầu này là đầu 14 nữa. Đó, đầu này của nó là 80 đến 150 nữa ha. Đó, rồi cái đầu này kẹp của nó là 150 nè. Cái này là 80 đến 100 nè ha. Đó, rồi cái này là 60 đến 70 nè ha. Đó, rồi trên máy của nó là 22 đến 14 đến 38 nè. Rồi cái đầu này là 22 nè ha. Đó, cục pin này sạc ok luôn nha, một cục nè, pin niken thôi. Đây, cái máy thì trạng nó bị vậy ha mọi người ha, nó bị cấn nứt nè. Đó, nứt chỗ đây nè mọi người, xem để ý chung này ha, không ảnh hưởng gì nè. Đó, không ảnh hưởng gì, không có bể nha. Đó, nứt chỗ này thôi, thì thích thì mình dán lại ha. Con này, con này bao tử giữa lên lẹ nha. Đó, xả ra nè. Con này mọi người bấm lục giác á thì nó thích thì mọi người vào đóng pin nha. Đó, cục pin, hai cục pin. Cục pin này đi ken này vô vỏ pin nha mọi người ha, mình không bao thì mình bao test nó sạc pin của nó luôn. Thì mình sạc một cục á, thấy nó lên nè, lên đèn nha. Thấy nó còn cầm nhưng mà mình không bao. Đó nè mọi người mở ra nè. Đó, mở ra mọi người thay chén ha, giật ra. Đó, thay vô. Cái này mọi người có mua cái chén lục giác của Trung Quốc á mọi người. Rồi cắt chỉ chút là nó vô dừa nha mọi người ha. Đó, con này cái đầu này khỏi làm luôn. Đó, bao tử giữa nó chỉ bị nứt đây thôi, do vận chuyển thôi, không ảnh hưởng nha. Đó, thùng này 2.3 triệu là quá rẻ nha mọi người ha. Đó, nội đầu này không nhiều ha. Đó, ép cốt 150. Con này mà cũng là mấy tấn nè. Con này chắc cũng tấn cao hơn rồi ha. 8-9 tấn thì một từ 14 đến 150 nè. Đó, vali nó đè tấn ở đây nè. Mình thấy ha, cái tem nó hơi mờ mờ chút. Con này mình nghĩ chắc 8-9 tấn á. Đó, con này mọi người à, xả nè. Đó, hai cục vỏ pin luôn ha. Đó, xả nè. Đó, cục pin này giờ nó còn vòng 4 đèn rồi ha. Đó, rồi mình bán bộ này là 2.3 triệu nha. Đó, người sẽ, nếu mà cần là bộ này người mà mua cái chén Trung Quốc á, giờ mình ép luôn ok. Đó, giá hợp lý luôn. Đó, giờ mình mọi người ra bãi thử hỏi cái bộ này mình bảo đảm mọi người không dưới 3 triệu. Đó, không bãi nó bán cũng mắc lắm cho rẻ thôi, tại nó bị nứt tí thì mình bán giảm giá cho mọi người một chút. Rồi mình sẽ bán cái một đống UV nè. Đó, mã 11 ha. Thì mọi người xem có người anh em thợ thầy hay là nói chung mình về mình xài cũng được đúng không mọi người. Đó, mình bán nè. Gom đâu có mấy cây thì chia lại của ông bạn, mấy cây nó bị nó gãy nhưng mà nó có đủ đồ, cây mình nó thiếu đồ. Đó, mình giới thiệu từng cây nha. Rồi mình bán cái này là không bao nha. Ông bạn ông kêu có cái thì nó nói chung là nó bị gãy. Đó, mình đồng bao gì ha. Cái này là chân âm dương, cây này hình như là nó không chạy. Hình như mình mua rồi của anh kia thử chưa chạy, mình cũng chưa mở ra nó ha. Một cây, cây này nông ống đồng nè mọi người ha. Đó, nông ống gì ha, của Đức luôn, mấy cái này tài ngoài của Đức ha. Cái này giống nhau hết ha. Đó, cái này có vỏ pin luôn nha, vỏ pin đi ông của nó luôn. Đó, vỏ pin của Đức luôn nè, quốc ha. Cây này nó cái đầu nó ha. Đó, mọi người về nghiên cứu nhận ra coi. Rồi, cái này của Đức luôn ha, nguyên nè, một cây nè.
cây này cây bóng đồng là 2 ha. Rồi cây này gãy nhưng mà đủ đầu nha, nó có đầu luôn, có đầu luôn. Rồi, bị gãy ha. Đó, gãy đầy đủ đồ đầu, nói chung là mấy cây này có chạy hết mọi người. Gepita của Đức nè, Gepita ha, đó pin luôn. Cái đầu này gắn vô đây được nha. Đó, tại mình chưa có gắn vô đó. Đây đầu này một cái là 3 cây, gắn cái cây này đủ đồ nè ha, đủ đồ gãy thì lấy cái vỏ kia sàng qua. Rồi một cây gãy gãy nữa cũng đủ đồ luôn. Đó, nó bị gãy đây ha. Đó, nó bị gãy đây thì là đủ đồ luôn, hai cây đủ đồ ha, gãy rồi là 5-4 cây nha mọi người ha. Rồi cái này nó thiếu đủ đồ, nó nguyên luôn nhưng mà nó thiếu cái đầu đó, mình lấy cái đầu bộ đầu kia bỏ ở đây cũng được ha, đầu này có, hoặc là mọi người đó bỏ pin luôn nha. Đó, nói chung mấy cái này là hiếm lắm mọi người, không có luôn rồi, lâu đứt rồi. Nói chung là bốn cái vỏ pin ha. Rồi cây này thì nó không có đầu ha, mà nó có được mấy cái đó này đậy vô vỏ pin luôn đó. Nói chung là mình cũng không có test để bán đó. Giờ anh em thợ làm cái này có than cũng dễ ha. Rồi 6 cây này mình bán giá là 4,2 triệu ha, tính ra sẽ cả là 700.000 cây mọi người. Mọi người dọn được 2 cây là 2 cây là cũng đủ vốn, như là đóng đồ nữa. Rồi người cần liên hệ mình ha. Đó, giá như giá bãi luôn nha, bảo đảm rẻ như giá bãi luôn. Rồi cảm ơn mọi người ha.